Bảo tố trả thù. Từ khi Hồng Ngọc được người dân phát hiện, ngôi làng nhỏ Ilakaka ở Madagascar bỗng chốc liền trở thành một trung tâm khai thác mỏ với quy mô lớn, hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm. Những viên hồng ngọc chất lượng cao thường được tìm thấy trong các bãi trầm tích. Bất cứ người nào cũng có thể khai thác chỉ với các công cụ thô sơ như xẻng hoặc tay không. Chỉ cần thò tay ngoắn xuống đất là có một phốc hồng ngọc rồi sao? Phải, tao với mày hẳn sẽ đổi đời với những viên hồng ngọc. Vì khát vọng đổi đời, Madagascar thẳng tiến, anh em ơi! Madagascar ngay trước mặt, hồng ngọc khắp nơi chờ ta nhặt. Wow, những cây bao báp ở đây đúng là siêu to khổng lồ thật. Xem kìa, người dân Madagascar cứ quanh quẩn với mấy cái cây không rời. Hết hái quả lại đẻo vỏ. Đúng vậy, trong khi họ đang sở hữu những mỏ đá quý giá trị nhất thế giới. Nếu là tao, chắc chắn đã trở thành tỷ phú ở đây rồi. Nhanh đi thôi. Ủa, sao ông lại quỳ lại cái cây này? Những cây bao báp này là cây sự sống của Madagascar. Cây cho chúng tôi nước để uống khi mùa khô hạn, quả để ăn và vải dệt từ vỏ cây. Chúng tôi biết ơn những thứ quý giá mà cây bao báp mang đến cho nơi này. Chỉ là mấy cái cây thôi mà, ông đừng nói quá lên chứ. Thật là khờ quá mà, một cái cây thì cần quái gì phải cảm ơn. Tất cả những ai phản bội lại bao báp, phản bội lại loài cây linh thiêng của Madagascar sẽ bị trừng phạt. Thế ông có biết đường tới làng Ilakaka đi lối nào không? Thẳng con đường này là tới. Nhưng sao hả? Những gì thuộc về tự nhiên, đừng cố công đào xới tranh giành, sẽ tự thân chuốc lấy đau khổ và thất bại. Thật là ngớ ngẩn. Ông có biết điều gì làm nên giá trị của thế giới này không? Phải rồi, những viên đá quý, những thỏi vàng lấp lánh là chân lý của cuộc sống. Chúng mang đến niềm vui thú, hạnh phúc cho thế giới, chứ không phải mấy cái cây vô dụng này. Này chị ơi, đây có phải là làng Ilakaka không? Tại sao trong làng lại vắng vẻ tiêu điều thế này? Các ông muốn tìm kiếm điều gì ở đây? Những người ngoại lai đã khiến ở nơi đây trở nên hoang tàn chưa đủ sao? Tụi tôi đâu có làm gì mà chị nói vậy. Chúng tôi chỉ muốn tới đây để tìm những viên đá hồng ngọc thôi. Đây nè, cô xem đi. Lại là đá hồng ngọc. Máu của những người đàn ông nơi đây đã nhuộm đỏ đất này về chúng rồi. Ở Madagascar, mọi người có vẻ hay lo lắng về những thế lực siêu nhiên ha. Phải rồi, trên đời này chỉ có quỷ đói là đáng sợ thôi. Không còn gì cả. Hết rồi, giờ chỉ còn những bụi đá quý li ti thế này. Hả? Chúng ta đã cất công tới Madagascar mà không kiếm chác được chút gì sao? Đồ báo lá cải này, rõ ràng trong này nói hồng ngọc ở Madagascar có thể dùng tay cũng bốc lên được hàng phốc mà. Hả? Bài báo này được viết từ 2 năm trước rồi. Mày lôi được thứ xác rưởi này từ đâu ra vậy, Carlos? Thằng cô đi đã đưa nó cho tao bà. Nếu chúng ta tới Madagascar, khu ổ chuột dưới gầm cầu của tao và mày sẽ bị nó chiếm trọn. Hai thằng đàn Carlos và Zeva chắc hẳn đã chết mất xác ở Madagascar.
chúng bay cứ chết chìm trong giấc mơ hồng ngọc đi. Còn ta, ta sẽ độc chiếm khu gầm cầu này. Chỉ vì mày cả thôi, đồ ngu ngốc này. Sao mày lại đánh kẻ đang cùng thuyền với mày chứ? Nếu không vì mong muốn đổi đời, tao đã chẳng cùng mày tới chỗ khỉ ho cò gáy này rồi. Chỉ tại mày đần độn mới bị thằng cô đi lừa. Tất cả tiền của tao và mày đã dốc hết để đi Madagascar. Tao và mày không những không thể về Mỹ, mà sắp tới còn phải hít không khí để sống kìa. Trước tới giờ tao với mày vẫn sống bằng gì chứ? Chẳng phải nhờ đôi tay thần thánh này sao? Ở chỗ này thì mày móc túi được ai hả? Chẳng lẽ là mấy người thổ dân đóng khố ngoài kia hả? Ui, đau đầu quá đi. Tìm cái gì ăn trước đã rồi nghĩ tiếp mày. Ừ, mà có gì để ăn chứ? Chết tiệt. Bình tĩnh nào anh bạn, chúng ta hoàn toàn có cách giải quyết những rắc rối của các anh. Đừng có lừa chúng tôi đấy, bọn này đang điên tiết vì bị bọn báo lá cải lừa đảo đây. Hãy quên bọn lá cải ấy đi. Cái này bằng giá của mấy viên đá quý hồng ngọc mà các anh sẽ phải vất vả tìm kiếm. Nhưng chỉ cần nghe theo lời tôi, mọi việc rất đơn giản và tất cả chỗ này là của các anh. Trời ơi, chúng ta biết phải làm sao bây giờ? Hẳn là thần linh đã khiển trách chúng ta rồi. Chỉ là mấy cái cây thôi mà, ông đừng nói quá lên chứ. Thật là khờ quá mà, một cái cây thì cần quái gì phải cảm ơn. Bào báp là loài cây có sức sống bền bỉ, dù trong môi trường khắc nghiệt nhất, chắc chắn đã có kẻ xấu làm hại cây rồi. Đúng rồi, phải tìm ra bọn xấu xa đó. Phải rồi, truy tìm chúng thôi. Không, trừng phạt kẻ ác là việc của tạo hóa. Dân làng Ilakaka từ nay sẽ không ăn không ngủ để bảo vệ bao bát loại cây linh hồn của Madagascar. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đuổi theo kẻ gian, bắt bằng được quân độc ác đã bắn tên tẩm độc vào bao báp. Ta thành công rồi, đổi đời rồi. Carlos, bảo cứu tao. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Bao chuẩn bị đồ, có phi vụ cực thơm cho ta với mày đây. Một thằng nhà giàu chết tiệt muốn xây dựng khu khách sạn cao cấp ở Madagascar, nhưng lũ mọi dân ở đó không chịu. Hắn muốn tao và mày đến đốn mấy cây bao báp ở đó. Việc đơn giản phải không? Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Là Madagascar bao báp. Quên đi, tao với mày sẽ phải trả giá ở Madagascar, thậm chí phải mất mạng nếu làm công việc tội lỗi ấy. Bên công trường đang kiếm thợ xây kìa, mày tao và mày qua đó đi. Hả, lại đi bê gạch sao? Đúng vậy, kiếm những đồng tiền chân chính sẽ giúp chúng ta no bụng và gối đầu ngủ ngon, thay vì việc trả một cái giá quá đắt bởi những việc làm phi pháp đấy. Giấc mơ ngày. Ôi cha, sao hôm nay nắng thế? Ôi cha, vừa mới ngã lưng có một chút mà đã trưa rồi. Alex, ông Mark cần hai người cắt dây và dọn vườn. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Mỗi chúng ta sẽ được trả hai ổ bánh mì và một lọ mật ong. Chỉ có vậy thôi sao?
Nhưng làm gì để một ngày kiếm được nhiều đồ ăn ngon đến thế? Có công việc để làm là tốt lắm rồi. Thôi, cậu đi đi. Tớ chịu, tớ ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi kiếm việc gì nhàn hơn thôi. Ừ, vậy tùy cậu. Tớ đi nha. Chỉ có những người ngốc nghếch, cù lần mới suốt ngày hùng hục làm việc thế thôi. Mình đâu cần phải như vậy chứ. Ai chà, bụng đói meo rồi đây. Đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng thôi nào. Mày ngoan lắm. Xong việc, bà sẽ bồi dưỡng cho thật nhiều cỏ tươi nhé. Ai chà, còn gì trên đời này ngon bằng sữa bò mới vắt chứ. Chà, bác có một con bò sữa thật là khỏe mạnh. Chỉ cần nhìn là biết hằng ngày nó sẽ cho nhiều sữa thế nào và sữa của nó sẽ ngon ra sao. Cảm ơn cậu, cậu nói đúng lắm. Cháu tin chắc khi mang sữa của nó ra chợ, chỉ trong tích tắc là bác sẽ bán hết phèo đấy ạ. Ừ, đúng vậy đấy. Cậu thật hiểu biết và có con mắt tinh tường. Sữa của nó vừa thơm, vừa ngậy và béo. Làm bơ thì nhất luôn. Tôi sẽ mời cậu uống thử nhé. Ấy, cháu đâu dám. Bác còn phải để đem đi bán nữa chứ. Có đáng là bao. Cậu xem, một ngày tôi vắt được những 2 xô đầy. Chẳng nhẽ không thể mời cậu được một ít sao? Vâng, thế thì cảm ơn bác quá ạ. Bà chủ ấy thật tốt bụng, đã cho mình uống một cốc đầy, lại còn cho thêm một chai nữa mang về. Đấy, đâu cần làm việc vất vả, chỉ cần khéo léo một chút là chẳng lo chết đói. Lại ngủ một giấc nữa tới tối cho đã. Ngủ dậy đã có chai sữa thơm ngậy đây rồi, còn lo gì nữa. Ước gì ngày nào cũng có người cho mình 2 chai sữa thế này thì sung sướng biết bao. Hãy mang về thưởng thức 2 chai sữa bò thơm lừng này đi, chàng trai. Cảm ơn bà, bà thật tốt bụng. Nè, chàng trai, cậu bán sữa đi ư? Cậu nghĩ sao nếu tôi đổi một con gà mái của mình lấy 2 chai sữa của cậu? Đổi 2 chai sữa lấy một con gà mái, mình sẽ mang con gà mái về nuôi, rồi nó sẽ đẻ ra thật nhiều trứng. Được thôi. Hay quá, nhờ có mày mà tao sắp đổi đời rồi. Giỏi lắm, đẻ nữa đi, đẻ nữa đi. 27, 28, 29, 30, nhiều trứng quá. Mình sắp giàu to rồi đây. Cậu Alex ơi. Cậu Alex, bán cho tôi 20 trứng gà nào. Bán cho tôi 20 nữa nhé. Cho tôi 30. Bán cho tôi nữa. Vâng vâng, có ngay. Đời sung sướng quá. Chẳng phải làm gì mà vẫn rủng rỉnh tiền tiêu. Ôi. 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 Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ôi không, lọ sữa của tôi. Tất cả chỉ tại giấc mơ này. Tưởng là hay ho, nào ngờ nó cho mình nhịn đói. Cô gái tuyết. Ngày xưa, trên thảo nguyên bao la, có chàng chăn cừu Peter đáng tin cậy nhất trên đời. Khi chàng đã hứa điều gì thì chàng sẽ thực hiện đến cùng. Dân làng nói với nhau rằng một khi đã giao những chú cừu cho chàng thì trời có bão tuyết, họ vẫn yên tâm cuộn tròn trong chăn ấm. Cô ca, cô ca, cô ca, cô ca, cô ca, cô ca. Ôi, cô ca. Cô ca, mày lạnh gống rồi. Sao mày đi xa thế này? Mày sao thế? Mở mắt ra nhìn tao này, cô ca. Anh nhường áo cho nó thì anh sẽ lạnh gống. Tôi không thể để cô ca chết được. Tôi đã hứa với chủ của nó sẽ luôn đưa nó về nhà an toàn.
kể cả khi anh có thể chết cống. Đúng thế. Coca, mày phải sống với tao nhé. Tao sẽ không để mày chết đâu. Mày sống rồi, mày sống rồi Coca ơi. Xin cảm ơn cô. Nhưng sao cô có thể... Anh hãy hứa đừng bao giờ nói chuyện này với ai. Tôi xin hứa bằng cả trái tim mình. Chào anh, tôi là Mary. Tôi vừa chuyển đến làng này. Chào cô. Tôi nghe nói anh là một anh chàng chăn cừu rất cừ. Tôi có thể gửi và nhờ anh chăm sóc hai chú cừu này được không ạ? Đây là bánh tự tay tôi làm. Xin biếu anh để anh thưởng thức. Ôi, cảm ơn cô. Mary ơi, anh về rồi. Anh rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Tuyết rơi rồi. Ồ, sao tuyết lại rơi vào mùa này nhỉ? Nhớ một ngày cách đây lâu lắm rồi, tuyết cũng rơi trái mùa thế này. Coca bị lạc trong bão tuyết. Một cô gái tuyết đã cứu nó. Peter, anh đã hứa sẽ không kể chuyện đó với ai mà. Ừ, sao em biết? Em chính là cô gái tuyết đây. Em muốn sống hạnh phúc cùng anh. Nhưng anh đã không giữ lời hứa. Vì vậy em không thể ở lại được nữa. Mary, em đừng đi. Vừa mới sinh ra, em đã bị bỏ rơi trong rừng giữa mùa đông băng giá. Khi trái tim em đóng băng, bà chú tuyết đã mang em đi. Bà hứa rằng khi nào có một tình yêu đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim em, thì em sẽ lại tin tưởng con người, sẽ biết yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái khác. Khi nhìn thấy anh chăm sóc và yêu thương cô ca, em biết tình yêu ấy đã đến với em. Nhưng giờ em không còn tin anh nữa. Một lời hứa có thể mang đến tình yêu, và một lần thất hứa có thể đánh mất tình yêu mãi mãi. Chàng chăn cừu đáng tin cậy nhất đã đánh mất tình yêu của mình như thế, bởi cô gái chàng yêu có trái tim băng giá nhất và dễ tan vỡ nhất thế gian này. Hẹn gặp lại. Iris ơi, đi học thôi. Hadi đến rồi hả cháu? Iris đã đỡ hơn nhiều rồi Hadi à. Em nó cần phải chăm chỉ luyện tập để có thể chống đi lại bình thường và tập múa trở lại. Cô cảm ơn cháu rất nhiều nha. Hai đứa đi học ngoan nha. Dạ, bọn cháu đi đây ạ. Hadi, hôm nào cậu cũng dậy sớm đón tớ đi học. Mùa đông đến thì làm thế nào? Trời sẽ rét lắm đấy. Cậu yên tâm, tớ sẽ dậy sớm được mà. Ôi da, hay chà, hôm nay hai đứa mày lại đưa nhau đi học đấy hả? Chân cẳng tốt chứ hả Iris? Này, đừng cậy khỏe bắt nạt yếu, cũng chớ có động vào Iris. Thì thôi, tao chả thèm. Cậu có sao không? Không, tớ không sao. Không sao mà khóc nhè thế này á. Harry, lần nào tớ bị bắt nạt, cậu cũng đứng ra bảo vệ tớ. Tớ thì khỏe, mà cậu thì yếu. Người khỏe phải bảo vệ người yếu chứ. Bà tớ bảo vậy mà. Cậu đúng là siêu anh hùng. Còn cậu phải trở thành diễn viên múa ba lê, chịu khó tập tành. Mơ ước của cậu sẽ thành hiện thực. Mẹ tớ bảo sẽ cho tớ sang nước ngoài chữa bệnh và học tập đấy. Vậy á, bao giờ cậu đi? Tớ cũng chưa biết nữa. Chắc sẽ sớm thôi. Nhưng thế chúng mình sẽ không thường xuyên gặp nhau được rồi. Nhưng cậu phải đi để thực hiện ước mơ của mình chứ. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà. Tặng cậu để làm kỷ niệm nè.
Nhưng đây là chiếc đồng hồ cậu rất thích mà. Với cả nó là đồng hồ của con gái nữa. Cậu cầm lấy đi, bất cứ khi nào cậu thấy nó cũng có thể nghĩ tới tớ. Thôi chúng mình đi học, kẻo muộn. Nhiều năm sau. Hadi, tại sao cậu cứ đeo cái đồng hồ con gái ấy vậy? Lại còn màu hồng nữa chứ. Vì mình thích đeo. Lẽ nào Iris, cô ấy đã trở về? Mình chẳng còn đủ tiền để mua vé vào xem Iris biểu diễn nữa. Hay mình năn nỉ bác bảo vệ nhỉ? Mình chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi cũng được. Mà chắc gì cô ấy còn nhớ tới mình. Nhớ đến cái đồng hồ trẻ con này. Bây giờ cô ấy đã là người xinh đẹp nổi tiếng. Mình thì chẳng là gì cả. Chắc cô ấy không muốn có một người bạn như mình. Thôi, không gặp. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy. Là Iris thật rồi. À, cướp, cướp. Này, làm gì đấy? Thả tay cô ấy ra. Cô có sao không? Sao không nhờ ai đưa về? Tôi không sao. Chỉ là tôi muốn một mình đi dạo quanh thành phố. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Anh tên là gì? Cho tôi số điện thoại được không? Tôi sẽ trả ơn anh. Khuya như thế này rồi, cô không nên đi một mình đâu. Không cần trả ơn tôi đâu. Hadi, Hadi phải không? Hadi, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu có muốn tớ dạy cậu một khóa học tự vệ không? Để cậu không bao giờ bị bắt nạt nữa. Sao lại không? Còn phải dìu tớ nữa đấy. Vậy là cậu vẫn giữ chiếc đồng hồ con gái này. Không có nó, chắc tớ khó tìm được cậu. Thế mà tớ suýt không dám gặp cậu nữa đấy. Sao lại ngốc thế? Vì tớ ngốc thật, lại thiếu lòng tin ở cậu, còn tự ngồi suy diễn lung tung. Tớ thật có lỗi. Bây giờ tớ hiểu rồi. Có tình cảm chân thành thì ở bất cứ đâu người ta cũng sẽ tìm thấy nhau. Nhất định là thế rồi. Nào, chúng mình cùng đi đâu ngồi với nhau một lúc đã. Lá thư trong chai. Được mẹ cá đầy, tôi sẽ đủ tiền cưới vợ đấy. Còn tôi sẽ có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Lại viết thư tâm sự với vợ đấy hả? Dạ, đâu có. Sắp được về rồi còn gì. Đợi về rồi tha hồ nói. Viết làm gì mất công. Ra chơi với anh em cho vui đi. Dạ, em ra ngay đây. Trời ơi, mùi rượu nồng nặc quá đi mất. Cậu tránh xa tôi ra một chút đi. Gì chứ, ở trên thuyền này ai cũng thích tôi hết. Vì tôi mang lại niềm vui cho họ. Cậu là cái gì mà bày đặt ý kiến với tôi? Thứ gì? Cho cậu biết, tôi là một lá thư. Tôi mang trên mình những thông điệp tình cảm, mang cả tâm tình mà người viết muốn trao gửi đấy, hiểu chưa? Hiểu. Thế nên cậu sẽ có số phận giống như những tờ giấy ở dưới đất kia chứ gì. Chuẩn bị được đưa vào nhóm lò là vừa. Cậu... Nguy rồi. Có bão lớn đấy mọi người ơi. Thủy thủ giữ chặt con mương, điều chỉnh tàu về hướng nam. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Không hiểu là chuyện gì nữa. Tôi chóng mặt quá. Lúc này mà anh còn viết lách gì nữa chứ? Không, đừng nhét tôi vào đây. Mùi rượu kinh khủng lắm. Trời ơi, bão to quá. Làm thế nào bây giờ? Mình sẽ bị vỡ tan ra từng mảnh mất. À! Chóng mặt quá, tôi chết mất thôi. Trời, hãy nhìn kìa. Hả? Cái gì thế? Không còn thấy bóng dáng con thuyền đâu nữa. Còn mọi người thì sao? Chàng trai đó nữa. Chẳng lẽ tất cả đã... Có lẽ không ai vượt qua được cơn bão kinh hoàng đó. Trời ơi, thật kinh khủng. Vậy là chỉ còn lại hai chúng ta thôi sao? Chúng ta biết làm gì đây? Còn làm được gì chứ?
chúng ta sẽ bị kẹt ở đây cho đến khi có thứ gì đó làm chúng ta tan vỡ, hoặc đến khi nước lọt vào trong, chúng ta sẽ chìm xuống dưới đáy biển vĩnh viễn. Trước khi con Thảo bị đấm, chàng trai ấy vẫn còn cố nhét cậu vào bên trong tôi rồi vứt xuống biển, chứng tỏ anh ta rất quý trọng cậu, không muốn cậu bị hư hại. Anh ấy đã viết gì thế? Anh ấy nhắn gửi những lời cuối cùng với người vợ mới cưới ở quê nhà và ghi lại địa chỉ của cô ấy. Tội nghiệp quá, vợ anh ấy sẽ không bao giờ đọc được. Đừng từ bỏ hy vọng, cậu còn có tôi nữa mà. Chúng ta hãy cùng cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh ấy. Không ngờ một chai rượu như cậu mà cũng nói được những lời như thế. Tôi tuy chỉ là chai rượu giải khuây nhưng cũng có nguyên tắc sống của tôi chứ. Được rồi, khẩu khí của cậu cũng khá đấy. Ở đây này. Huỳnh đi mất rồi, họ không thấy được chúng ta. Nóng quá đi mất, không biết chúng ta đã trôi dạt bao lâu rồi. Thời gian dài đằng đẵng, chỉ có trôi và trôi, chúng ta cứ sống mãi như thế này sao? Tôi không thể chịu đựng như thế này được nữa. Hay là cậu bật nắp ra giải thoát cho tôi đi. Tôi thà tan biến trong đáy biển còn hơn sống cuộc đời vô nghĩa như thế này. Cậu nói gì thế? Cậu quên mất mục tiêu của chúng ta rồi sao? Cậu quên mất rằng cậu mang trên mình thứ quý giá đến thế nào sao? Nhưng đã bao nhiêu năm qua, chẳng hề có một chút hy vọng nào rằng chúng ta sẽ được tìm thấy. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cậu phải cố lên. Hãy nghĩ về người thanh niên đã mất tích ngoài biển khơi và ước mơ còn dang dở của anh ấy. Chúng ta nhất định phải kiên cường. Thôi được, tôi sẽ cố. Thuyền, có thuyền, đã lâu lắm rồi mới thấy. Phải tới gần đó, phải cho họ thấy chúng ta. Cố lên, nhất định phải đến được đó. Cố lên. À! Các cậu ơi, nhìn xem có gì này. Một lá thư trong chai. Chúng ta thành công rồi. Này, chai rượu lười biếng, dậy đi thôi, viện bảo tàng sắp mở cửa rồi. Đã sáng rồi sao? Hôm nay chủ nhật, chắc là sẽ đông vui lắm đây. Thứ các bạn đang chiêm ngưỡng là chai rượu và lá thư đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, dù phải lênh đênh trên biển mấy chục năm trời. Bà chủ của bức thư đã đồng ý giao chai rượu và bức thư cho viện bảo tàng. Đây là những chứng tích mạnh mẽ của hy vọng và sự bất diệt của tình yêu. Cảm giác này thật ấm áp. Thế mà ngày trước, đứa nào cứ suốt ngày đòi tôi mở nút để tan biến xuống đáy biển sâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.